Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đã tiếp tục giới thiệu cho anh em một lô đất có cái địa chỉ tại thôn 3 xã Dân Úc, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Lô đất của chúng ta có cái tổng diện tích là 1.080m², mặt tiền đường là 18m, đi sâu vào là 60m và có 400m đất thổ cư nhé. Và lô đất của chúng ta về 3 phía sau là đảo hậu. Và trên mảnh đất này thì có một căn nhà cấp 4 nhé, đây sau lưng mình. Căn nhà này thì có một phòng khách, 3 phòng ngủ, một khu vệ sinh, một khu nấu ăn riêng biệt. Hôm nay thì chủ nhà không có ở đây nên mình không có vào quay chi tiết phần bên trong cho các bạn xem được. Nhưng mà mình đánh giá đây là một căn nhà cũng khá là khang trang. Cửa thì hoàn toàn làm bằng gỗ hết nhé. Và lô đất của chúng ta thì nằm ngay trên mặt tiền đường liên xã. Và từ vị trí này thì chúng ta về tới trung tâm xã rơi khoảng 1 cây số nhé. Và chúng ta về tới trường cấp 3 rơi khoảng 300m. Và chúng ta về tới nhà thờ rơi vào khoảng hơn 200m nhé. Đây là con đường liên xã này. Từ vị trí này thì chúng ta về tới trung tâm xã nhé, rơi vào khoảng 1 cây số nhé, 1 cây số theo ngón tay mình chỉ á. Còn hướng này thì chúng ta đi về trường cấp 3, rơi vào khoảng 300m, và đi đường thẳng là chúng ta về tới nhà thờ thì rơi vào khoảng hơn 200m nhé. Và đây là lô đất của chúng ta nhé, có cái ranh giới từ cái trụ điện bên này và sang tới cái biển bên kia là 18m, và đi sâu vào là 60m nhé. Và trên mảnh đất này thì có 400m đất thổ cư. Và trên đây thì có một căn nhà này. Đây một căn nhà cũng khá là cao ráo nhé. Cửa trước thì làm bằng gỗ này, hoàn toàn cửa sau cũng đều làm bằng gỗ hết. Nhà này thì gồm có một phòng khách, 3 phòng ngủ nhé, và khu nấu ăn, khu vệ sinh riêng biệt. Và đất của chúng ta thì ranh giới rõ ràng nhé, chủ nhà đã rào hết xung quanh nhà căn nhà rồi. Và giá chủ nhà đưa ra một cái giá rất là thiện chí nhá, chỉ có là 80 triệu một mét. 80 triệu một mét tính như vậy là bán đất tặng nhà nhé, bán đất tặng nhà. Bây giờ để chúng ta xây một căn nhà như thế này thì cũng phải là 600-700 triệu, 500-600 triệu để xây được căn nhà như thế này nhé. Một cái giá cực kỳ thiện chí, chỉ có 80 triệu một mét. 80 triệu một mét ở khu vực đây thì giá dao động nó cũng rơi khoảng 80 triệu, 8 đến 90 triệu một mét rồi. Thì nếu mà chúng ta mua mảnh đất này thì chúng ta được tặng nhà nhé. Tặng một căn nhà cũng khá là còn ngon lành cành đào. Và đất chúng ta thì dài từ 60 mét và ra phía sau đảo hậu nhé. Mặt tiền đường liên xã. Chúng ta cũng có thể mua lô đất này, chúng ta có thể kinh doanh được nhé.